có một bước rất quan trọng trong cái quy trình làm đẹp của chúng ta, đó chính là đắp mặt nạ dưỡng da. Và đây là một trong những cái bước chăm sóc da được rất nhiều người áp dụng, và thậm chí bản thân Bắc là một người áp dụng mỗi ngày. Bởi vì sao? Khi chúng ta đắp mặt nạ thì nó sẽ có tác dụng không chỉ phục hồi, bổ sung các cái dưỡng chất cần thiết cho da. Vậy thì mặt nạ là gì? Đắp mặt nạ có tốt hay không? Và các loại mặt nạ dưỡng da nào thì phù hợp cho các làn da? Thì trong cái video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng với Bắc tìm hiểu các cái công dụng, những cái vai trò và nguyên nhân chúng ta cần phải sử dụng mặt nạ mỗi ngày để có một làn da mịn màng và khỏe khoắn hơn nhé. Đầu tiên, mặt nạ là một loại sản phẩm có tác dụng dưỡng da được chiết xuất từ thiên nhiên hoặc là nhân tạo, và chúng là một trong những cái vũ khí rất đắc lực không thể thiếu trong cái quá trình chăm sóc da hàng ngày. Ngoài ra thì mặt nạ là một cái chất, có thể gọi là một cái chất kích thích để giúp cho các cái sản phẩm chúng ta sử dụng ở trên da bổ sung, cung cấp dinh dưỡng và giúp cho làn da của chúng ta hấp thụ các cái dưỡng chất tốt hơn. Và các cái loại mặt nạ dưỡng da còn có cái tác dụng hỗ trợ thêm cho cái quy trình chăm sóc da hàng ngày của tất cả chị em. Chẳng hạn các loại mặt nạ cho da mụn có tác dụng giảm sưng, giảm viêm, từ đó làm cho tình trạng mụn của chúng ta được cải thiện hơn. Và đến đây thì các bạn đã phần nào hình dung ra được cái vai trò của mặt nạ trong cái quá trình skincare chăm sóc da hàng ngày rồi đúng không nào? Và cái thứ hai đó chính là những cái lợi ích mà bạn nhận được sau khi đắp mặt nạ. Đầu tiên thì mặt nạ có tác dụng đó là bổ sung dưỡng chất cho da, và mục đích chính của việc đắp mặt nạ đó chính là bổ sung những cái dưỡng chất mà làn da của chúng ta đang bị thiếu. Và dù là mặt nạ đó là mặt nạ từ thiên nhiên hay là các cái sản phẩm hóa học, thì trong cả đó đều chứa các cái thành phần ví dụ như là vitamin, khoáng chất, các cái thành phần chuyên biệt, và nó có tác dụng đó là cung cấp một cái lượng dưỡng chất rất tốt cho làn da mặt. Và nếu như bạn nghĩ rằng chỉ cần đắp ở bên ngoài da thôi thì nó không có cái tác dụng gì cả thì đó là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì khi mà chúng ta cung cấp một cái lượng lớn các cái dưỡng chất từ bên ngoài đi vào thông qua cái thao tác đó là vỗ nhẹ trên da mặt và thẩm thấu trên da mặt, thì nó sẽ có tác dụng là gì ạ? Đi sâu vào lớp biểu bì và phát huy cái vai trò của nó. Lợi ích thứ hai là mặt nạ sẽ giúp cho làn da của chúng ta được sạch sẽ hơn. Bạn nghĩ rằng chỉ rửa mặt thì mới có thể làm sạch da đúng không nào? Nhưng thực tế khi đắp mặt nạ thì làn da của chúng ta cũng sẽ được thư giãn một cách thoải mái nhất. Và đó chính là lúc mà mặt nạ của chúng ta sẽ thực hiện một cái chức năng cực kỳ quan trọng, đó chính là đào thải độc tố và làm sạch làn da một cách tự nhiên bằng cách lấy đi dầu thừa, bụi bẩn nằm sâu ở bên trong lỗ chân lông ra khỏi bên ngoài. Thứ ba, đó là mặt nạ sẽ giúp cho làn da của chúng ta trắng hơn. Có rất nhiều loại mặt nạ đang được đưa vào các cái thành phần dưỡng trắng từ thiên nhiên, mang lại những cái hiệu quả cực kỳ tốt cho làn da của chúng ta. Và nó không chỉ như vậy, còn có tác dụng đó là trị thâm, trị sạm da, đốm màu hoặc là nám, và đặc biệt là sẽ cải thiện cái nền da một cách tốt nhất sau khi chúng ta đắp mặt nạ. Trên đây là ba điều mà Bác gợi ý với bạn. Chính vì vậy, đừng quên sử dụng mặt nạ mỗi ngày, đặc biệt là trước khi đi ngủ nhé.